굶고 있죠. ông tôi được nhập ra một to cái trong đại ca thì xã mạc ca ông chúng ta xong nhập riêng xua từ lục nhận nến ha ở bài miền đi miền phanh hà nông ca ở bộ phái phía xa đây xa lục miền phía chấm nến tiền phi phía xa phía xa bà răng đang phía xa ông lê ở lần đi lục chạy crom đại tăng thầm nuôi dịp một lục đứng quạt bà phát phía xa bà răng ai tham vấn ở miền thành lục ai chờ lại top trên đường sầm nua để xua chỉ về xa barang vinh và dân bắt đầu chín đấy ông chấm đen đang chấm điệp từ thằng này bỏ phải phía xa đang bày plak đồ nơi chèn nén là mày ở nghề thầm ru là cái chỉ phía xa đánh đầu lấy bàn là xa so that the proceeding of examination is going smoothly. Oui, monsieur, merci. Bà sống ở con lô bà thiền. Thế này, bộ phải phía xa cứ plak đồ nơi chèn nén là mày អរិយស្របទៅនឹងអ្នកជំនាញដែលគាត់នឹងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនៅក្នុងក្នុងពេលដេញដោលដោយចក្រមដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនៅពេលនេះតទៅសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសំមកឡាវែងអូយមេស៊ីមស៊ីព្រីសដង់បាទសូមអរគុណលោកវិធានហើយនិងអរគុណលោកអ្នកជំនាញដែលឆ្លើយតបជាភាសាបារាំងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលលោកចោត សំណួរទៅលោកជាសាអង់គ្លេសលោកអាចឆ្លើយតបជាភាសាអង់គ្លេសបានបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកនិយាយអំពីសំណួរតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសមូភូមិនីយកម្មហើយនឹងសហករតើចាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេក្នុងការនិយាយថាគោលនយោបាយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ1973តើ ពីដើមទីនោះតើមានមូលហេតុនៃការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យងាយស្រួលអង្គអំពីសំណាក់របស់កងកម្លាំងបដិវត្តន៍ហើយនឹងការធ្វើយ៉ាងដូចនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកងទ័ពវៀតណាមធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវអង្គនេះទៅតំបន់រំដោះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេក្នុងការនិយាយយ៉ាងដូចនេះ ប៉ុន្តែការងារទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងពេលក្រោយមកទៀតលោកចៅក្រមឡាវែងអញ្ចឹងគឺថាគោលទិសដៅនោះគឺជាគោលទិសដៅមនោគមវិជ្ជាក្នុងការបង្កើតសង្គមមួយស្អាតស្អំហើយនិងស្មោះត្រង់នេះជាពាក្យសម្ដីដែលបានប្រើនៅក្នុងសៀវភៅលោក ហើយតាមធម្មតាចំពោះអ្នកដឹកនាំថាពាណិជ្ជកម្មគឺចំពោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះមិនជាការល្អទេមិនស្មោះត្រង់ទេហើយនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៃសភារបស់លោកដើម្បីលោកឡើងថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការធ្វើយ៉ាងដូចនេះពលពតបានបំផ្លែងសត្វភាពដោយបញ្ជាក់ថា តែអាងថាប្រជាជន3%រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រមែនទែនចាប់ពីឆ្នាំ1973គោលនយោបាយបង្កើតសហគមន៍ខ្មែរក្រហមគឺធ្វើចេញដោយសារមានភាពទុរភិក្ស ដែលប្រជាជនខ្មែររស់នៅក្នុងរបបប្រជាអញ្ចឹងសហគមន៍ទាំងអស់នេះជាការរីកចម្រើនរបស់ខ្មែរក្រហមពីព្រោះថាភាកច្រើនសប្បាយចិត្តហើយនឹងស្មោះត្រង់នឹងប្រព័ន្ធសមូហភាពថ្មីនេះដោយដែលប៉ុលពតបានលើកឡើងការមិនសប្បាយចិត្តនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជា សញ្ញានៃសត្រូវវណ្ណៈដូចករណីភាគច្រើននៃវិធានការជាច្រើនគឺថាប៉ុលពតបានលើកឡើងថាយើងត្រូវតែកាត់ជើងតម្រូវនឹងស្បែកជើងតើលោក
bạn chạy bia vay được nhóm tập tập bàn an bàn mình như thế hay lúc ai bình vô khắc là bàn thế bác nhóm bình chạy vẽ xa khlâm xa thì là đáy lắm người ta miên xâm răng môi được nhóm chẳng lực lãng mình mến thả trâm tạc cắt bài chương cắt bài chương thầm rơi tam bài chương tí phần tài mặt đại nhóm đại khả nó có trên sát nơi thì không phải đi chỉ mùi bộ phốt đấy hay để thọm nơi bật tế không ai đấy không phải là bọt nú miễn lực ca lực lạc thầm thả không nú thằng ớt thầm thầm của bút thầm mãi thọc sắp bán hơi chứng nạn nào cả đó giờ luôn nơi robot campuchia chưa thập tái trâu tại shop từ nâng pum đại cây cầm nát ao chứng phụ phu tha pol pot đang cho bán na tha tha tụ bây chia menu chất sập ram pia roi rồi nó còn việc khóa khá thay nâng tu tập nó anh ấy mình chưa cáp được thì nếu phải đại là bị chia chun hoặc là menu chẳng châu bắc cùng mình đi Campuchia, phụ nữ thằng onu, thân đã đặc nom nu, này từ tour yok tại bị chia cả sĩ co sát xa tới rồi còn này có vận nặng cầm mặt chung người ta miền cầu thân nặng cầm thân nặng lư thân nặng cầm nặng lư nó cái mình từ tour yo thôi chia bạc chun thì chúng đang tha mình men chặt sập ram phe rồi để Pol Pot lực lang nốt thế cứ tha miền tây chúng đang chăn na nè để tha Pol Pot ban lực lang thạc cò con ong phe tu được phật nô chặt ram chúng cứ tha tổ tu yộc nè nam mà nè mà chồ pạ nô to đấy nẹt núng nẹt trên nẹt cỏ hay từ tuôn gió côn gió bài gió bọt bạn chẳng mệt thế exact mô mà trầm trừ hay nhóm nhóm cái than việc cho cái là riêng gì thà cái cỏ nó cái than nẹt đây mình nẹt từ tuôn ông phơi bọc lúi đời sao khơi trop sầm bạn cả hiệp trăm bạch tranh ở lớp nhóm sông này là gì từ ai cái xa mối tiệt cứ test nào đây bạn để vót cho khai sai hai năm một con phẩm bồ đề chật sập pram cứ ai cái xa ở bảy slash pram ở cứ sồn sồn sam pram chật sập pram ha sập pram muối rồi hốt đó chất pram cao sắp pram pi chiếc sắp pram cư xôn xôn hà sắp bấy bạch sắp pram bún hà sắp bấy tự đó học sắp pi chiếc sắp ông lê cư xôn xôn sai sắp đập bún chất sắp pram pi tự đó đập bún bạch sắp pram pi và nếu cứ chia ắt bạn muối để miền chấm nong chương thà cam phi bal sama chức pa prachi chun nâng còng toa pa để vót trâu tài sọp chấm muối pa đam bay pinet nâng về tầm lái than đập hiệp đam bay than cá đam bay bằng ping kira kết ở bàn châu chế đòi mahalot plo và được chưa nhé cái này chia ảnh bát để cho nơi khai u sập phía cho năm một phần của mùa đời chất sập bấy chia cả bài chát để chạp bị bên nâng tấu kê nâng thư nâng dục bài bà chia thập tay đặc khát bà đề vọt bà chia thập tay đặc khát nơi chân nế cứ chia cả thư sở mô hòa phiếp thả đầy bằng bát đầy lý hay nâng bằng cả sạ có hay năng lực bẩm bát rupee bán hay cứ cả tập lớp mau cả thuê cả đọt đồ tập sẩm bát vinh kê ao
nẹt phần dịch cảm nó thưa cả đo đồ với hay nó thưa thưa cả như đại đáy hay nó thưa cả đạm đó nơi tổng pua mũi tiết cái ta ơi ăn sôn sôn ha sập bay phải sập làm buồn học sập muối bà sân dương rẽ xa tốc rẽ xa thì còn không pính cái ta trọp sầm bát tổ khluôn được ai cái chôn ní mình miên nằm nái khlang và phụ cái nâu sọc sài nó có thay dương ai cục cồng nái ai cái chôn bàn và sân chì dương thuộc coi nâu phnom penh nó có thay dương mình ai cục cồng bàn thì lâu ní dương bàn chùm liêm một nốt chân vì thì cồng ở hai chân bàn thì thà trọp sầm bát xuân tua nó lên miên tập bộ lại tiệt thời các vị phật mấy lúc bàn được lang thà các vơ sa mô phiệp vũ ni cám bàn chùm rốn bàn lực lạc đòi Pol Pot thà ní chìa mù là hết nê ca chùm liên vị trí chôn chân vị trí công phong bình ta ở vây để khi nhóm tớp tờ năng án ní cho lọc màn trang phi mù là hết đòi Pol Pot bàn lực lạc rư có dạng nà rư có chìa vây đầy lục bàn ní dây bê kào hai mô tì nhóm dô mần chụp mát tì tha vậy để bàn thay một cái cầu mà nhất nhóm sẽ làm toàn cha cầm là về anh ta mua là hai mà nó cũng chia nó bàn cả muôn phèl tận đạo bàn thì cầm không pin rồi co cầu phèl để làm thì cầm không pin hay ta mà nó cũng chia đại bàn bình chia mua là hai nên cả chủng liệt rồi chỉ chốn tranh pin thì cầm không pin suppressed la raison idéologique và cứ cán muốn của ta và mua là hai trăm nó cũng chia nít sầm khăn đó dương rất cất đau và tê chân phong đây là cả nó nói chuyện là bớt cái chấm sọc chuyện là bớt chụp buồn lại phải không ai với người ta sát âm chieng tì crong hay có về chia mặt trời bay thì ca bầm bắt phía bắc là lùi rồi bao mà nước nơi thì còn phong đây đôi chân đấy cứ chia mua là hạt muối ta nơi pe muối cứ tham muốn usapia chăn làm chặt sập bấy nơi pe để Pol Pot chặt đam đăng tha bên đây chặt cam đăng tha bên đây cam nơi cho nó bán nước bán chặt đam cả mình làm vĩnh quan chứng về nông hơi bằng quả chập chập đa âm thanh thưa chặt vị thiên ca phát đắc ca thời mà đón đầm bay bằng bát phật nhật cam nữa chứng ca thưa phát đắc ca đại ca miền lang đại chân nam chặt sập bay ní ta ca mà cái thà thời ban sáu phần trăng đại đại sa bằng bát ca bằng bát rupee ban để thọp miên vì môn máu để dương thọp bán đăng vì môn máu chẳng mên thế tam vất miên pi đầm nạc cà chạp bị chân năm một bằng rơi chất sập bấy quạt chạp bằng cà miên này hai thà đọ đồ xòm phải rạc khả ní nơi tam chân bót có phần tế nơi phê nú mình trâu pra kra đá pra lô nôl nú tì mình men đòi xa lôi nó về cọ nó thế có vận tải vận tải nơi nơi pe không pe chỉ mua kia nó nơi đầm bàn rầm đỏ nó có cái miền phá lôi nơi bắp lô nô đái hay chẳng có cái chạm đam sông ao chân nó bắp phum lôi bạ để vọt nơi chân nam một phong một rồi chất sập bún cả lúc còn ở miền Krông thà cả ở miền cả trai vì cả đặc prạ nơi cam chia chia thập tại đây tại cầu móc người ta chấp cầu cho năm chật phàm bây giờ chật phàm tam vậy đến sau thì này kia chiết nâng thà về khôi khát ở hỏi có vấn đề không ai có hôm nơi tại chia diêm không có bằng cách bỏ bỏ mùi, không có bàn chạy thả vị cá. Có bàn tay, cổ một tiết, cổ nơi không có năm chất sắp rạm đá, cứ ta miên ca sầm rạch chất, không có bàn chốc ca bàn chạy lối,
chai chai lối đôi giờ ta mọc bàn lực là ứng chứng ta rồi buồn mình toàn chia thế ứng chứng mình trâu ế rồi buồn nông tiết tế bởi rùa thạt phơ ở chân chìm ứng chứng phụ khám ai gà hóm có chốc ai pra lối cả nít tâu nít cứ chia sẽ cái đây xâm rạch mỗi đó xâm khăn bởi rùa thạt nợ phê đại khám miên lối thế dương phụ miên chùm mở rớ vậy tiếng ơ tôi bây giờ xâm rạp cách ca tút mỗi cả đòi nếu cứ chia mu là hạt muối, có chia này mật rụp muối này rộ bọp tẹt sạc con này dùng này, để nhóm ăn ta xây nó không sẽ phải bọc nhóm chá cọng là về anh. Ta lông, chưa chạy tế, chá bác loa tế thạc ca bọc bát rụp bây giờ bàn này, trái bàn xâm rạch khao đập bằng phí mê xa chất phạm tế rứ có xâm rạch thăng phí môn đập bằng phí mê xa chất phạm tiết. Bà khá nhóm chắc bà nà, bí rô thà bích chiến đè khai chi ai kè rạch dự tu tờ bà kàm phê chiếp chiếc thập tài nâu bà tê chân. Nâu chân nà mô phòng phạm môn đôi chất phạm quát trái bàn tay tăng chi protein từ thân kia chiết đam bay chai chai lôi ní hai nhóm bạn sủng phe cọt bạn dễ tham miên nè club đó sẽ khai cam ông pi sạ cọ bỏ khluôn bộ cọt bạn bằng hàn rúp nè lôi đây năng năng tranh từ ngày một nô lôi rồi bỏ rồi bây bán rồi bỏ thay mây đối với nét chúng ta muốn miền ở giờ bây giờ tràn khái đại kỳ nghiệp trăm chỉ dùng cá đâm bay bằng cá ở tranh chỉ rồi bây giờ bán đi chắc lắm tệ thông thường năng cá bằng cá còn nhiều bài small hợp hiếp cứ ta tam cam bằng cá giả co hay năng ní cứ ta mà chia cả rốt bẩm bát khăng không bẩm non trắng đam mê đăng thanh này là gì khăng này là vô sọp này là mình vô sọp rất có dạng mình bản chân khi nhóm đăng thanh về chia mua là hai bản toàn xóm rất có chia con và giáo cho bà xã co thế nhóm bị bạn nâng gì thế có bàn tay cao bằng ca chia xã co nít với sùng rùa càng gì mai cả hòm chào các lắm bà khi mình sùng nua tu tơ muối một lần trôi với thiên đạo bạn mối tiết bà chia tu tơ nó không sập phơi rồi bỏ lố khi em có ra lố phải chỉ ăn sập phơi nít một lần mà đào tiền đi hái nửa ngày nít nít ta lố vô sọp từ là vậy để lục ban là sở sế rất có miên phần này là muối đại cào máu nữa rồi dạp về ban cả lòng phật tử lục miên cả yol khơi để copy đăng bản tích rồi trong cái phải lửa vậy để lục ban là sế phù ta chấm lại như sầm khán là chấm phù tất cả Julie anh nhom ăn sẽ phải nhom làng vĩnh và miền phiệp chạm đài mà chúng nó để trâu lục chảo và kết chụp này cho ra chân áo bón nữa còn tại chưa tu tới mình miền vậy để trâu đọ chạy như thế tụi bây giờ ná có nhóm kết tha với nơi tới chưa phần muối để ai cho tụi dọc bàn chạy cấm mày lấy dương châu thân gì phiệp thiên là bạn mùi tiết đại tẹt toàn thân năng tu nết tí rồi bỏ lục kia phón bản tòa pi sầm đại sen nụ trợ ban tầm lẽ tranh pi ẩm nát chả biết ngay thì một phải bầm muối mỹ nia chân nam chặt sấp cứ cả nó miên lịch khát muối đẹp nhà chun tơ rạn nã xế cái đại lịch khát control rạn nã xế đại control kêu sầm phòn hù yun hù nầm ấy lúc ban bằng hành tha sầm bận nếp hai chia tầm nông sạ xế đào pol pot đại ca nó quạt tụm nong chi sna nâu tì krong pekang
ຕາລູກອາດບັນຈັກຈໍາລາຍນີ້ລູກມານເດຫຼືກໍລູກອາດຖືການປັນຍົນບັນຖາມບັນຕິດບານເດ ອັນກາລນໍຫໍປົນມັນແມ່ນໃນເປກາງເດຕາມວັດກວດໂຕຖືແຕ່ສະນະກິດຕາໃນເປດແລ້ວគេຕໍາແຫຼະສໍາດາຊິອະນຸປີອຳນາຍນຸກວດໃນຕິກອງເປກາງເວຈະກອບຊູນຈັ່ງເທມັນແມ່ນກວດໃນທີ່ນຸເທກໍປັນແຕ່ວ່າຕາມຝ່າຍສໍາພະລະນຸຖ້າສໍາບົດ 1 ក្រោយពីការបោះពំផ្សាយសម្បត្តិនេះបន្តិចតាមមានការបង្កើតរណសិរ្សរួមរួមជាតិសង្គ្រោះរួមជាតិកម្ពុជាហើយយើងដឹងថាលោកខៀវសំផនមានវត្តមានក្នុងឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជា តើលោកដឹងថាលោកខៀវសំផនបានមកខ្ញុំនិយាយពីក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារអាចលោកខៀវសំផនអាចជួបប៉ុលពតនៅពេលណានៅសៀនុនៅពេលណាតើលោកមានយោបល់អីទេ នៅពេលដែលប៉ុលពតមកតាំងលំនៅនៅជិតកំពង់ធំគឺថាគាត់លែងនៅរដ្ឋនគរទៀតហើយគាត់បានចុះមកកំពង់ធំវិញគឺថាមកផ្នែកកណ្ដាលប្រទេសតែម្ដងហើយទីបញ្ជាការថ្មីរបស់បកគមនីកម្ពុជាហ្នឹងគឺថានៅជិតកំពង់ធំហើយខៀវសំផននិងអ្នកដតីទៀតនោះបានចេញពីភ្នំអរ៉ាល់ដែលគាត់ឈរជើង ហើយគឺថានៅពេលនោះហើយដែលប៉ុលពតនិងខៀវសំផនបានជួបធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាគាត់ជួបគ្នានោះខៀវសំផននិងសម្ដេចសៀនុពួកអ្នកទាំងពីរនេះវិញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉េកាំងរួចហើយមុននឹងពេលដែលសម្ដេចសៀនុបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់រំដោះនោះ ក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីគឺថាខៀវសំផនមានទំនាក់ទំនងតិចបំផុតជាមួយសម្ដេចសៀនុពីព្រោះថាកាលនោះអៀងសេរីជាអ្នកតំណាងឲ្យបកគុំនេះនៅពេកាំងហើយអញ្ចឹងគឺថាអ្វីទាំងអស់នោះឆ្លងកាត់តាមអៀងសេរីហើយកាលនោះជួនមុំដែលជាអតីតនិស្សិតនៅប៉ារីគាត់បានចូលរួមជាមួយសៀនុក្រោយពេលដែលសម្ដេចសៀនុត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចហើយ ចៅក្រមបើផាជាក្រមមេធាវីខៀវសំផនអាចបំភ្លឺបានត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខៀវសំផនបានសម្ដែងសម្ដាងគ្នានៅពេលកាំងទេមុនពេលដែលសម្ដេចសេនុបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ 1983ក្នុងតំបន់រំដោះខ្ញុំគិតថាផាយើងផាជាអាចច្រឡំក៏ប៉ុន្តែមេធាវីខៀវសំផនអាចបំភ្លឺចំណុចនេះបានបើសិនបើសិនយើងច្រឡំនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី រាជក្រោយពីការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលរួមរំជើបកម្ពុជាតើមានខៀវសំផនមានបានជួបជាមួយសៀនុឬក៏សម្ដេចសៀនុបានពិគ្រោះជាមួយខៀវសំផនអីពេលណាមួយទេបើសិនជាលោកមិនដឹងទេលោកមិនបាច់មានច្បាប់អ្វីក៏បានដែរ Je pense pas qu'il a été consulté.
Bà khi nhầm kết thả con mặt trang bàn phía cửa rồi có xong dự bò ý quả tế. Khi nhầm mình chưa thả ai cạn mê lãng tế. Cả nó bò bò nâu phía cắn. Hay miên xâm đại xe nụ miên chuồn móm hay nâng nẹp xe anh tiết. Hay chân kết thả cao nó mình tùm nẹp nóng ai thả miên cho môi nẹ thằng mà nẹ nâng hay nâng chuồn lại cho phần nông tế. Chào cơ rằm. Cô ta chia cả sẽ xâm rạch môi xâm khăn á, tha cả tăng tăng mà nó mà nẹ chia dỗ đoàn trái nế xâm khăn á, hai bài dây lô kê xâm khăn có miên chùm nạp ở rám ấy thế. Ta, bên nó có tù này tìm muối, hay quạt bàn lực lá nó có tha tù này tì quán nó có tha chứ có bài xa chọp, không ai có hóm nâng rồi nãy xe chẳng khi em chẳng xua lúc thật ta nè ca sạp cho tùm nẹ tùm nông đi chìa miên lẹ cả nạ bạp nạ đài Je vous avais dit chầm lời cả phần mình khi mình dây thà kêu xâm phó nữ quạt xe mọt trăng nâng bộp bà hẹt nà hay chẳng quạt ăn vọt bằng chìa hay khi ông có tháp Pol Pot tục chất là kêu sầm phón hay quạt tục chất đòi mình miền bà rám ở vậy thế hay người ta là viên Pol Pot hay kêu sầm phón nếu phải ách để kêu sầm phón nói mùi Pol Pot nói bông thông mình chẳng cả thầm nẹ nông chỉ mùi xe nụ nụ trời ta chỉ lòng cắt tam để yên xử lý hay rồi có tam chân hay Carol cả tệ thông đó cứ ta chọn cắt tam yên xử lý, bồ tha phải chia, ấy khi ông cắt tha khi ông phó ní quạt đan tuần này tin ní phê cào mà hay thế cứ ta sạp cho tụm nẹm nóng luôn, chào cấm lúc ban phần vô tha bồi bốt ban phải chia ban sầm rải tang tang kia sầm phòn ở căn po hơi thì cho ta xa hơn đi thì ở bản dự đoàn trời vì pru họ quạt đăng thà kia sầm phòn trên nhà smart rắn hay bộc bạch hay quạt từ tu yoga sẽ đây sầm rạn như là bảo bảo ta nhom trời yul giang đôi chân này rồi có giang mệt chậm lại mình men chia đầm này chia cho ta xa với thế còn ta chia khai là bản nông thế quát con là chia gà ta chia để mất rụp và bản nông thế chạy cầm có vấn anh ấy vẫn xây dựng tha con là chia khai chia mạ nông ta về chia ai tham miên phải giáo phần này do ta xa trong pu sa thi là nã chôn nó cứ tha quát râu miên mà nốt bằng ai cứ tha đại miên phía smart trăng hay để mình để anh chẳng ta phải chia rụp hiệp này chia rụp hiệp cho ta xác rồi coi dạng mạch. On term d'image. Mà bà dừng kết vì rụp hiệp với những cái thằng nhóm vô sớp thà ní về chia ai chia cho ta xác mùi có bàn tay bà dừng kết đồng phi phần này ở tập bồn với những phi xâm nạ này đặc nóm nếu mình miên bà giàu cho ấy thôi ta xác mình sẽ xâm khăn ấy thôi ta xác chào cơ rắm ta chấm phù lục ta lục khi sầm phón ban vô prom phơi chi khai được cái chiều rụp hiệp muối rứa có quạt nè sọc cho thật tuôn vô ca sầm rách đây cái phơi ai quạt khai chi nè miền tuần này tí không ca đặc non bát tì mà nít chi sầm nuo sầm khăn men tên có vận tài còn tại chậm lại phải chỉ mình sầm khăn đào sầm nuôi này thế khi nhóm miên tụm nô trong lực lang thà có vấn đề về ai quan là chia ca sơn than tập nông thế năm tại chợ đắk đoa lô kia sầm phòn quát sọc chợ thuê trên này ăn vọt chia chiến nẹt đặc nòm sai hai đội chiến hay ban quát miền sạt sầm khăn clang chấm phù Pol Pot chấm phù rập bò không ai cả hôm
phụ quạt quạt chim nó cuội tục chặt bá hai quan mình sâu che chị xua đành đào hãy chứng quạt mà nu bật nghe bật bản chạy cấm và xong ở con này bạn sẽ lại tham số nô này lớn nhất nhưng xong chỗ thập thiên bạn mùi tiết tẹt tông từ nâng tụm nẹt tụm nong để ai sắp show up không ai có hôm hay nâng sa thiên nà rót bảy chiêm minh chân và lúc chiêm nẹt chấm niên vật polpot hay nâng có vật sa chân phong đài ta lúc ai chấm riệp chun từ là cả bàn thế và tam lúc chấm tha ta cả bạ rich hay nay cả sna nâu đồng bông bom phốt robot polpot nâu protection nô nâu pel nà đài cả nước chúng ta nơi trong năm quan bồn mà quan bồn rồi học tập phần hay trong đam năm học tập phần mui khi mà mình chụp ba phần màn thế phần tài cả nước quan nước cứ tha cả nước chúng ta chụp ba môn môn này bắt 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 thoa tiền dân quạt phổ biến bắt bị sao tệ tông từ năng dạ cả đi thế donc 60 ba 65 66 គឺជា fail ដែលគណៈកម្មការអាណាព្យាបាលវៀតណាមឬកម្ពុជានោះធំធេងណាខ្ញុំគាត់ថាកាលនោះបើគាត់ទៅណែចិត្តនោះត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមវៀតណាមអញ្ចឹងមែនទេចំឡើយបាទអញ្ចឹងហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគឺថាគាត់ចង់ទៅប្រទេសចិនហើយគាត់ក៏ចង់ទៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរហើយកាលនោះវៀតណាមថាទេទៅមិនបានទេទៅកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទៅបើសិនទៅចិនវិញវៀតណាមព្រមឲ្យទៅចៅក្រមបាទសំណួរខ្ញុំនេះប្រហែលជាស្មុគស្មាញបន្តិចពីព្រោះថាជាការទស្សនកិច្ចសម្ងាត់តើកាលនោះយើងអាចដឹងថាគាត់ជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅប្រទេសចិននៅតើនៅក្នុងគណៈកម្មការនៃបកគុំនេះចិនក្នុងការនោះគាត់អាចជួបប្រមាណអ្នកដែរហើយនឹងគណៈកម្មការថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបរទេសផ្សេងៗទៀតណា On sait qu'il avait rencontré Peng Yun ខ្ញុំដឹងថាគាត់ការនោះគាត់ជួប Peng Yun ដែលនៅជាចៅហ្វាយក្រុងប៉េកាំងហើយត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនៅក្នុងបដិវត្តវប្បធម៌ចិនមិនខ្ញុំមិនច្បាស់ទេដឹងថាគាត់ជួបកាន់ឈុងនោះនៅពេលណាទេបាទមេធំដែលថាអ្នកផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខាងក្រៅប្រទេសនោះហើយកាលនោះគាត់ក៏ជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនដែរអានឹងយើងច្បាស់ហើយយើងដឹងហើយយើងក៏ដឹងថាគាត់ស្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់អ្នកធ្វើបដិវត្តនៅថាទ្វីបអាស៊ីហើយនឹងអាមេរិកឡាទីននៅនៃជាក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែគឺជាការជួបលើកទី1ដំបូងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថាបែរជាគាត់ត្រឡប់មកស្រុកវិញហ្នឹងបែរជាថាបានរៀនសូត្រច្រើនពីប្រទេសចិនចៅក្រមលោកបាននិយាយឈ្មោះកុងឆេងមិញគឺជាឈ្មោះសំខាន់ណាជាកុងឆេងកាលនោះគាត់ជាមនុស្សទទួលបន្ទុកក្នុងការទំនាក់ទំនងបកគុំនេះបរទេសទាំងអស់ជាមួយប្រទេសចិនតើលោកអាចជម្រាបជូនតឡាការបានទេថាកុងឆេងជាអ្នកណាកុងឆេងនេះគាត់ជាអ្នកណាកុងឆេងនេះជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយគាត់ជាមនុស្សដែលមានអំណាចហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលត្រូវទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅសហភាពសូវៀតនៅទសវត្សឆ្នាំ30ហើយគាត់នោះនៅជាប់នឹងម៉ៅ
sẽ tung hay quạt thôi ca bẩm ra mà sẽ tung là hôn chẳng quạt chia và ca nốt chia và thiên ca nhà lại phải xe mùi hay quạt mua quạt nữa chia nè na cả squal đây và sân chia ca nốt và sân chia pol pol nó mình bàn chụp luôn quạt toa luôn dạng hầu nhá có quạt bàn chụp nè để squal con sen như đây chẳng khi ông kết hạ ni chia chấm nói chấm khăn là không thể sản cây bà con là phải cắn này chẳng người ta nẹt để nẹt chủ control pol pol nó sẽ ta chia nẹt để nơi chung vinh công sen như thế với đã cởi mở nó cái hà người ta phụ cầm tầng bốn nó phụ đặt kha tầng bốn chẳng riêng ai nè cầm nát cả chụp đầm bông robot pol pot chỉ muối nâng nẹt để đặt khát một phát robot chân chẳng ta phải không ngầm lòng rồi viên trong học tập ram đam học tập làm muối bây giờ đăng thà pol pot nơi Pekang nơi chân nằm một phần ta nơi chợ lo chăn nằm học sập bầm muôi nơi chăn nằm chật sập nước ta bò bò từ lạp từ bề càng tiệt thế chấm lõi ọt thế bởi tam dương đằng nước cứ tha cọt ọt bàn thưa đầm nà từ cài bự tê tê cài pì cài tu nạ cài pì nu sầm núa nơi khăn ông sập hơi rồi bò lục nước miền cầm nọ sầm coi trường từng qua môi đại miền sạ đạ sầm khán nà đại dùng từ đó ca sầm ngắt đại lục ban từ tua bị lục yên sơ ri bị pro lục ban sầm phe lục yên sơ ri không đúng như vậy yên sơ ri có ban prab lục tha nơi chăn nằm chật sấp bớt bớt và hai chiều miền tầm nẹt tầm nong nhấc nhóp chiều muồi nó càng xình ta lục ban lưu chậm lại nít pi lục yên sợi to rồi coi rằng là hai ta rằng mới đây chậm buộc bàn hà là với đại lục yên sợi ban tập lục này chậm lại bà cứ khi nhom đã xa chậm lại nắng cứ nơi chăn nằm chật sấp cứ cọt bàn chuốc khi nhom bàn chật xây nơi không sụp hư thế đẹp bồn đường bàn hà chấn nô cầm tay bà bật men cứ ta đẹp bồn đường chậm nói là yên sợi ban lực lắng nô khi nhom kết tha khi thân ở đàm cho năm học sắp ra mùi kìm mình tâm nạ tâm nông cho mùi nâng càng sinh. Xâm nua, khi em xô mình chạy thà, cầm nọt xâm co chương tâm po, để khi em nhìn dây đó nó cứ lệ bì rôi chìa phía xa ong lê, nó không sắp hơi ra bao lục. Đại mình lê ấn chìa phía xa ong lê, xôn xôn, xam sắp ra buôn, học sắp ra bì xôn buôn. Cứ nâng tâm po, bì rôi ha sắp ra buôn, nó không sắp hơi chìa phía xa bà răng. Ơi ấn chư xôn xôn học sập bấy cao sập rầm bí đọc buồn phép bọn tăng nâng lô càng xên đà đài ní nơi khăn ông xâm nông rướng dương miên sẽ kết đây sẵn khép nơi cạp sai bò đầm miên mối cư rô bọc FBES cư chỉ cạp sai vì trụ rô bọc tì krong phân ông bình rô bọc này phần này tây khăn nóng dừng khơi miền lệ ơ bay slash mặc bọn bay rồi hà sập ra muối ơ ấn chế phía xa ông lế xôn xôn đọc ra muối chất sập ra cao sập bay ơ ấn chế phía xa bà răng xôn xôn chất sập xôn muối xôn ra muối cả nó chỉ cả sai bẹ bòn từ nâng ca rùm lệch tục trong buộc xa thiên nạ rốt bởi chìa mình là chân cao bì mô rà nạp hiếp rà bọ lục càng xình ca sai này cứ nâng ngay mà phải buôn khai thân ưu cho nằm bòn bà môn rồi chất sập rằm khi nhâm xung bình chạm tha mình ca từ sản tụt chân nó cứ miền bài nốt miền ốp bạ này dỗ rộng trái đôi chỉ lục khiêu xâm phôn nâng yên xả rí
អ្នកទាំងបីនេះបានទៅកាន់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងព្រំពេញដើម្បីសម្ដែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះមរណភាពរបស់អាយដាមកាងសេងអនុប្រធានគណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិន សូមចូលរួមរំលែកទុកអស់ពីដួងចិត្តនិងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះមរណភាពយ៉ាងក្រៀមក្រំរបស់អាយដាមកាងសេងដែលជាមនិមិត្តរូបបដិវត្តន៍ចិនដ៏ឆ្នើមនិងជាសមមិត្តរួមអាវុធយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបាននេះជាករណីមួយដែលបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលមួយចំនួនរបស់លោកកាងសេង bà tam dục bò rồi bò luộc nó tam miền này nam xây tiết đại cày mỏng nó khai từ chia bòn chẳng buồn nữa ta luộc qua mua giống xuân keo thế xem lá chang chân chao nước chiều bạn này dụ ra mình thấy quật ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាគាត់មានការទទួលការពៀពីកាងសេងគាត់បានធ្វើទស្សនកិច្ចជាដំបូងនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅសម័យនោះបើលោកចៅក្រមសួរខ្ញុំថានៅពេលណានោះគឺថាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសភៅខ្ញុំខ្ញុំសរសេរឲ្យប្រហែលជានៅឆ្នាំ76 77 គឺនេះគឺជាទស្សនកិច្ចដ៏ធំមួយរបស់មេដឹកនាំចិននៅកម្ពុជាយើងមានរូបភាពដែលបង្ហាញតែគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅអង្គរវត្តជាមួយនឹងពលពលផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងនោះក៏មានអៀងសេរីដែលជាអ្នកអមគណៈប្រតិភូចិនផងដែរឆាងឈុនឆៅនោះគឺជាមនុស្សសំខាន់ណាស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនិងចាប់ខ្លួននោះ គឺមានការសម្លាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅប្រទេសកម្ពុជាសំណួរដូចនេះមានទស្សនកិច្ចផ្លូវការដែលមានបង្ហាញជារូបថតហើយយើងមានមនុស្សម្នាក់ផងដែរដែលមកទស្សនកិច្ចសម្ងាត់ដែលទស្សនកិច្ចសម្ងាត់នេះគឺថាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ77ហើយនៅពេលនោះគឺកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចនោះបានបញ្ឆ្លើយថាគាត់ ទទួលការសម្ងាត់ពីគ្រូចិនម្នាក់ដែលបានគាត់ជួបនៅពេកាំងហើយម្នាក់នោះបានប្រាប់គាត់ថាឆាងឈុនឈាវនេះប៉ាជាមកជាសម្ងាត់មកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាជាសម្ងាត់នៅឆ្នាំ73គឺឯកសារ A3/4247អឺជាភាសាបារាំង00 ខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងខ្ញុំអត់មានលេអិនជាភាសាខ្មែរទេនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែតើលោកអាចនិយាយបានទេអំពីទស្សនកិច្ចសម្ងាត់របស់ឆាងឈុនឈាវនៅកម្ពុជានេះ ចម្លើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានកំហុស វិជាការលម្អណាស់ក្នុងការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃទស្សនកិច្ចរបស់ឆាងឈុនឈាវនេះជាទស្សនកិច្ចសម្ងាត់មិនមានការផ្សព្វផ្សាយរូបថតជាផ្លូវការឲ្យយើងឃើញទេមិនមានការប្រកាសផ្សាយទាំងនៅស្រុកចិនទាំងនៅកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏តាមវិទ្យុមិនមានការផ្សាយអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកំណត់ថាការទស្សនកិច្ចនេះប្រហែលជានៅខែមេសាឆ្នាំ76ពីព្រោះថាខ្ញុំមានប្រភពមួយនៅពេកាំង ដែលបានពន្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថាឆាងឈុនឆៅនេះគឺពិតជាត្រឡប់ចូលមកពេកាំងវិញនៅចុងខែមេសាដូច្នេះវាអាចកំណត់បានថាគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាសម្ងាត់នឹងប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ76មានសក្ខីកម្មផ្សេងទៀតដូចជានៅមន្ទីរបរមួយគឺក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះគឺបញ្ជាក់ថា មានការធ្វើជា ប៉ាណូ
và hai bị cá sva cung để kia mình đã ra sva cung lục trang chân treo chưa đám nè để cho nên việc chơi phục muối đã ai bằng hai ngày khơi than nơi phải chơi trong chất sự pram người đam chất sự phục muối nè còn bàn mà tôi sẽ nói cách để cho nên phải chơi ai miền ca chân lòng để cho nên khi mình kết thai bậc kết mưa lang bên nước phải chơi nơi khai mê xa cho năm chất sự phục muối và sầm núa cứ tha tôi chơi giang na cả đó cứ tha quạt màu Campuchia mà đo hay quạt bàn chuột bộ cô sầm khăn nơi Campuchia hay lớn nhất dân tập lập một cho năm sầm khăn cứ cho năm một con phục muối rồi chất sự pram cứ bẹp con tên nâng chùm nuốt rồi viên mê đặc nôm chấn nâng mê đặc nôm bà đề vọt khmai cả hòm chì bà thấm bẹp con tên nâng yên xà rí lúc bàn xà xế nơi khăn ông sụp hơi rồi bà lúc thà môn chôn mà cầm bà chìa vĩnh yên xà rí bàn chá lông cắt tám tì cà rông bề càng ta lúc ai chùm riêp tà là ca bàn tế thà ca chá lông cắt tì cồng bề cẳng nước miền mù là hai bị xe chạy lẹ na môi thế hay lật tập hồ này cá chồ lông cắt tam này dạ tì cồng bề cẳng nước giang mệt đẻ chầm lời khi nhom trời bình đập tiêm toàn mưa sân bởi khi nhom lịch ta hỏi sông tu phong lục trạch cấm bình sân bà lục trạch cấm ai tầm rong tư khi nhom tách hai giờ khi nhom ai nực khơi man bờ sao chieng đi sầm nùa ta nợ bê nóng nóng miên ca krong tật tuôn bàn bì chân nơi chùm nuôi xâm khăn xâm khăn xâm rạp khám ai khóm đôi chí hót đôi chìa chùm nuôi vô thi cứ thà mình chlong cắt tam Việt Nam thiết nữa cứ thà chùm nuôi cứ ai chlong cắt tam cập bông phai cập bông xóm toa tay mà đồ chùm lời bàn bật ná chúng buộc khi nhóm nó khi nhóm ăn chăm ngày khai thì hay bị rửa chè smok smang yên sử đi từ bề cáng hay quạt tập lập màu vĩnh hay bề nó miền chung miền muối tiết cứ đại diện nụ tập thiên karya lay tầm đạo tầm đóng bò tê nơi bạc cùng nơi chân cứ mà sắp muối sắp đa karaoke thì ngày đập làm pi mesa cứ nơi chỉ hai chỉ dùng họ tìm muối để họ tranh pi bề cáng mà cho nơi tây krông phnom penh tăng pp nâng móc cứ tham biên ca chập đầm ca cho cha khné hay nơi trồng ca cho cha khné nó cứ nơi pê cắng nơi pê bật bật từ chụp màu sợi tung hay nơi pê nó cứ tham biên ca chạy chạy khné làm ất bẹp con tên nâng chầm nuôi chân mọc Campuchia nơi cứ hai chia nơi năm chất sập nơi đâu rồng hời sầm núa lúc ban là chiếc ampi cà chua khné rồi viên pol pot nâng mau sẽ tung đại ban bị phe xa khné ampi vì sao là phe này chấm nuôi rồi bỏ chân mặc đồ Campuchia lúc ban là chiếc than nơi khai cả nhà cho năm chất sập răm men thế rồi ta khi nhom khơi miền cầm nọc sầm quan mua chấm nuôi này là chiếc ampi tôi nã cách nơi khai usapia rồi khai mỹ thuận na nơi cho năm mà quan bằng mua đôi chất sập răm ta lo ai chấm lao ấy bà trời ơi, lúc chạy cỏm cứ khai mì thổ ná cho năm chất sập răm. Bà cứ nơi khai nóng ngoài khai mì thổ ná. Cả chụp khả nê chùm mùi màu dị tung nó cứ kì ca cho cha khả nê bì phía xa khả nê bì bánh hà mô cung bì chìa nâng tu sạ bì chìa thông thông. Bà đồ miên lùm ất nó cứ miên chùm mùi nâng tênh xìu pinh đài ca bì nóng nâng quát. Cứ chì ảnh nụ bất thiên anh bất thiên bạ chân hai nàng quạt khai để chia nét son nằm này pi mau sì tung hai cày mà nó quạt cả tây ban kia độ tùm lẹ trên pi nằm này đã sầm núa cả chụp khnhiệp xây tiết nó không dẹp pi nó đôi chia men sạ sầm khắn nà thì họ đôi chia chụp núa bờ viêng mau sì tung hai nàng chụp en lái chưa biết xe nó cứ chấm nút đầu biên xâm đại xe nó nâng khiêu xâm phòn cứ phải trên nơi khai xây hai cho năm một bom bầm bồn rồi chất sập rắm nó dựng đăng tha xâm đại xe nó nơi bề căng nơi lời hai khiêu xâm phòn nó qua ban thư đồng nào từ bề căng đầm bay từ chuồng xâm đại xe nó mình đã đầm bay mình cho lời xâm đại xe nó riêng từ lọc mà cam chia mình ta lúc anh thì em pi chấm nút đi ban thế lúc ban thì dây vuông từ đó cầm nọ hai từ bao cách bị chung đại lục ai trả tua ban
đại miên nơi khnông bản na sa than mà châm robot chấn nơi ti công bề cang đối chân này dân bị bạ chỗ từ từ mơ nơi bản na sa than robot chấn này na đối chân này khi ông bất chấp trong màn này cái sa này. Chấm lái mình men tại lục trái cầm thế này lồng bã nó khi nhóm nó có lồng bã này khi nhóm ăn miên là tập hiệp ấy để trôi mưa nơi bản na sa than nó bao chân thế à vậy để khi nhóm ai thưa bà nó cứ tha khi nhóm ai này dây chỉ muốn là cam bị bà chân để bàn khơi nhai cái xa này cam san tận địa khi chỉ muốn là chuyển lại nó cứ tha dừng đăng tịch tuổi na dừng đăng tha quạt bàn phía xa ấy là nó tệ còn bàn tay dừng ai đăng chả là năm pi ca chụp chung khi nào là viên kêu sầm phòn yên sari năng mau sĩ tung ban sầm ơi nè tháng pi núng group sầm đại diện núng năng pai nốt cứ tha sầm ơi yên sari năng kêu sầm phòn năng thương mất cùng ao quạt từ thưa sẽ thưa ấy đôi nè xây đôi chia chun xây tiếp nô hay lục kêu sầm phòn pi núng có ban sân ya tha quạt năng group sầm đại diện núng na nó pê sầm đại diện núng riêng từ lóc năng quạt năng group xin nụ cơ bản tai miền địa pel này cả online kia tầm khăn khăn môn pel đã tầm đại xin nụ riêng từ lọp mà Campuchia vinh sầm nụ được chứ riêng ai ban này dây than này không chấm nòng mà chật than miền đặc nòng chấn từ miền miền đặc nòng mà này nó cứ tha chia chiếm thưa với rằng mấy thưa tha ở miền đặc nòng mai cả hòm nông miền cần được phép cần đa cứ tha cầm ao tăng tài pe hãy ao cứ tha ao cần mình mẹ tha ao cần mời này dùng đây cơ mình tha thử mấy ao cứ rút từ tam bạn để vót cầm ai cả hôm để ban một cát lang luôn trong lời bật na lục chặt lắm cứ miền chuyện lại toàn tại một đó đại quạt miền cao bồi bờ rắm nâng tập trung bùa vây đại nâng cát lang nơi Campuchia quạt bàn bập lục hiu sầm phòn tha đại khát nước tha mình từ lục trào nơi mà phep ao cha phep ma plis vàng lột phật ba chân thế cứ quạt vô tha chi bảy hàm hòn trai thằng ngon thằng ngơ để chân trời thương mất cả mọi tầng tay với trời bạc căn plei gần đây nếu chia sẻ máy mới đã nửa pin nó cứ than nửa pin này máy có hóm cứ than quạt cái tôm cứ biết tha ưa nửa pin này khuôn anh đặt tua bàn chơi chấm nhá nó cứ than khuôn anh cái áng nào trong đập đầm bom miền đập bom kế thế hay nửa pin này máy bàn chụp pull nó ca phải chung cái này nó cứ chia ca phải chung này nom hay miền ca này dây tranh cái đôi bật thiên là bắt thì cứ tham mình phải chạy tham này anh mình bán đá tam miệt kia trầm trời thế này anh trời bật căn phơi gần đa được này hai bên miền ca nghệ tranh chẳng xong tay một đòn về nó mai còn miền ca phải nhạo từ từ ngả vây để không ai khó mà thưa có bàn tay tận tâm núng núng quát của miền ca phơi bật đòn đấy sầm núa ta dân ai ban này dây ta dân ai này dây ban tha không tu sơn nạp sai là ban mê đặc nòm nó sầm đại diện nó một riêng một Campuchia bên những cái tha trời thua gì mất ao miền bạn để bọn nó miền phep thu sra của mọi miền phep tăng tài về hai đấy ban chia mê đặc nòm mai có cái chân nó chia riêng thưa mất đảm bảo sầm đại diện nó riêng một Campuchia bên những nông lẹ khăn môi đàn ao xa nó chấm lời nick cứ chia sầm nô mùi đồ lồng bã nè thêm cái thà dương có mình đăng thà ta sầm đại diện nó quạt tua rồi nó tự pull bài giả bật cái mic hòm rồi gọi nó thế bóng cứ bật chế bàn riêng mà mình hay bóng chỉ bấm một cái rốt từ trên này bắt đầu chỉ rục mùi tiết này bọc cam chỉ chia thập tay hay bộ không ai bộ chân nó cứ tham miên phép chạ sợi đấy nè
cứ tha cứ kết tha miền ca prai pru đời sa ta sân thái xiên nụ nâng hơi xâm nụ nơi xâm mây nụ miền tư biệt xa lọc mùi đại dân sạp lưu nơi tư tài cực tì cực lai cứ tha ai kết rít mà chạc ca khluôn tì bằng khluôn được chứ nè dân khuyên tham miền ca phát đạch nha chật giang khlăng rồi bỏ mê đất nôm khám ai kết hôm đà mây ca bì ai kết rít phép rồi bỏ khluôn nông nô thác, nông nô dân khởi miền chấm bùa chân phong đai, các con tận năng bảy hai ai kệ mà cha ca luôn tì bằng luôn nô, chấm lái, bà bật na, cọt chong, bà con mình chong thì chỉ cố đai được bao chân nữa thế, cọt chong có trong nơi các bài chấn có một tay có một tay còn mình trong khai thì chia còn ta chia mình lúc rì rong bà chấn để thế nhưng ai tự lọc mà cái đó mà thích chấm bua xâm đạch xuyên lúc cứ tham mên mù là hạt mùi xanh thiết để chân trong ai quật riêng tự lọc mà với những cái thang bà sân bà quật nơi cái pi mai cả hôm nữa cứ thắc quật mình miêu các nông ca căn tu này ti sầm khăn nơi cam với chia tê được chứ quật tới tới ông tới tới riêng mốc đầm bay ăn đầm bay từ tu ban ở các nông ca đắk nông dù bài nơi biển à cốt nô sầm núa chầm núi là bao chấn nữa cứ chia chầm núi sầm khăn đại dương như vậy tha chia chầm núi ất lệ khăn vì bù tha dương khơi nam miền phía lạ lang cho rồi viếng tầm nợ tầm nương viên Campuchia hay là Trần hay tầm chùm núi đó nó chơi chùm núi bị chạy cái tế vô thì sẽ tự cách đầm bay bằng cao tập quan thì này kia đầm bay ai lụa và là tập hợp Campuchia tới cái bờ tây ta nó về Nam mới nó miền sầm nào sông chùm núi biển hà đại được tế pi sầm nạ mây đằng non không ai cả hôm chấm bùa mới được nằm nơi xa thiên nạn loạt chân nụ. Khi nhóm mặt đăng tế chấm bùa chấm đoạn đi. Xâm nụ. Ai lớn đi khi nhóm trong này dây ông bị bục côn mà nẹ tiết đại miên tuôn này tì xâm hắn. Đại chấm bùa. Chân chung kế dùng gì lại cọt nó cứ tha ban tu sân cái còn cả sĩ cam cũng ru nó không tài chay chọc bị đam nó bông học đào trong cái nó cứ tha lục ban đằng được chứ nè Pol Pot miền tầm nẹt tầm non chìm muôi nâng chân dùng cây hay chân dùng gì nè ta lo ai người dân làm pi chấm nội địa bàn thế chấm lời chân dùng cái cứ chia cả sĩ co cùng ru để tự ban chấm nội pi loạt chân chỉ cho nên làm bấy co sang không chưa không cùng ru muôi cứ có chia mà nó cùng rú hay cài mất cọt khai để chia sự mà chắc cả nhà lại này vô bài cọt men tầm nợ tầm đồng chia mùi nông buộc chui này dùng đôi chia sáng chuẩn cháo hay cọt bàn tôi sẽ nặng cách đập rầm thay nơi bờ tây Campuchia hay cọt cái thả tự bọc mày cái hóm nó là o còn tay mình bán chia mà nó mình sầm khăn nó tê cọt chia nên mất tật lúc nơi này vô bài cả sĩ cam rồi bỏ chân cột bàn mở Campuchia hay bởi tâm mắc cột tật lập từ vĩnh đòi đời khám mến đọc tập hòa là bởi tương ọ xâm nữa ông bài mến hết lúc này dây thà cột chìa mà nó cùng ru bởi bởi thà khung ta cháy ní cứ chìa khung cùng ru nơi chân
ដូច្នេះនៅចិននឹងគឺថានៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏គេនិយាយពីចំណុចនីតិរដ្ឋដែរដូច្នេះតើតួនាទីនៃភាពគំរូរបស់គាត់នៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍នេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតើគេរៀបចំនឹងតាមគំរូរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកមានដឹងពីចំណុចនេះទេចំឡើយបាទត្រឹមត្រូវហើយលោកចក្រមនៅកម្ពុជាគឺគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ណា គាត់គឺជាការពិសោធន៍ក៏ដំណើរឲ្យការពិសោធន៍កសិកម្មដ៏ជោគជ័យបាទប៉ុន្តែគឺថាវាអាចមានឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតសហគមន៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅថាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេក្រោយពីការ ទស្សនៈកិច្ចរបស់ចិនយុងកៃនោះគាត់មកគាត់សរសើរកម្ពុជាថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទៅពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញយើងអត់មានឃើញប្រែប្រួលទេនៅកម្ពុជាសំណួរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះក៏គឺថាគាត់បានសរសើរចំពោះស្នាដៃបដិវត្តន៍នៅកម្ពុជាថាអញ្ចឹងមែនទេចម្លើយបាទប៉ុណ្ណាគឺថានៅទីនេះគឺមើលទៅគឺអញ្ចឹង សំណួរអំបញ្ញមិញនេះយើងនិយាយអំពីបដិវត្តន៍វប្បធម៌តើមានឯកសារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាខ្លះដែលនិយាយអំពីបដិវត្តន៍វប្បធម៌នេះតើបដិវត្តន៍វប្បធម៌នេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរទេហើយបើជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងពេលណាហើយក្នុងទិសដៅបែបណា ហើយដូចជាមានពាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនបនទាំង4ហើយនឹងមានក្រោយពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំចិនជាដើមនោះចម្លើយបើតាមខ្ញុំដឹងនោះគឺថាមានឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីបដិវត្តន៍វប្បធម៌ចិននេះគឺជាសារដែលផ្ញើដោយគណៈមជ្ឈិមដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតនោះ ទៅប្រជាជនចិនខ្សានោះគឺជាការអួតសរសើរបដិវត្តន៍វប្បធម៌របស់ចិនក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យនេះប្រសិនបើយើងសរសេរទៅឲ្យចិននោះយើងត្រូវតែនិយាយថាបដិវត្តន៍វប្បធម៌នោះគឺថាជាបដិវត្តន៍ដ៏អស្ចារ្យណាដូច្នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ណានេះគឺជាវោហារសាស្ត្រ ថានៅពេលដែលយើងសរសេរទៅចិនដាច់ខាតត្រូវនឹងសារចិនហើយសំណួរខ្ញុំសូមបន្តទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភពនៅលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីសរសេរសភើរបស់លោកអំបញ្ញមិញនេះលោកនិយាយអំពីសម្បត្តិមួយចំនួនគឺជាសម្បត្តិដែលលោកបានរកឃើញក្នុងទម្រង់ជាឌីជាទម្រង់ជាឯកសារអេឡិចត្រូនិកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថាបានផ្ដល់ជូនភាគីរួចទៅហើយ ឯកសារនោះគឺយើងអាចហៅថាជាឯកសារដើមគឺមកពីបណ្ណាសារដ្ឋានវៀតណាមឯកសារទាំងអស់នោះគឺជាឯកសារដែលលោកទទួលបានពីបណ្ណាសារដ្ឋានជិះវៀតណាមតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាលោកទទួលឯកសារហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលលោកទទួលនោះគឺថាមានជាភាសាជាច្បាប់ដើមជាខ្មែរឬក៏បកទៅជាវៀតណាមរួចទៅហើយ សូមលោកបញ្ជាក់អំពីឯកសារទាំងនេះចម្លើយឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវបានទទួលដោយអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងមួយដែលឈ្មោះថា Christophe Goshen គាត់ធ្វើនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតនៅ សាកល វិទ្យាល័យ ប៉ារី ដែលនិយាយអំពីសម័យបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមមុនឆ្នាំ 75 គាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតចូលទៅបណ្ណាសារដ្ឋានវៀតណាមរបស់យោធារបស់វៀតណាមនៅក្នុងឯកសារទាំងអស់នោះមានឯកសារខ្លះបកពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាវៀតណាមហើយភាសាដើមនោះគឺជាភាសាខ្មែរដែលចេញមកពីបកគុំនៃកម្ពុជា
ai cái xa khá tiết này chỉ là bài ca tây khăn rồi bà Việt Nam mà ai cái xa khá nóng vơi nha đây này chứ bì ca bì vọt này sàn là phép nơi Campuchia nơi chờ lo chân nằm học sắp buôn thao tạo cho khi thay nơi khăn nóng miên ca bằng hai nhàng bì nơi không bộ phốp nơi không ai cả xa Campuchia xây tiền đại dương ở miền bắc từ tua thành sông thì được chứ nên không nóng cứ tha miền tùm nẹt tùm nóng cua chập rắm cầm tay về miền Playa cá rồi viếng bạ tiếng pi hay tam tư sản ở bao Việt Nam nó cứ tha miền ca vị vọt này phần này Campuchia cùng này chắc cầm dương đang tập lập mà này giờ bị ai cả xa này là bị cầu ấy person bảo phe ký trong đã cho tới khnông sầm nồng rương nô ai khi ông hai ai cả xa pi đại miền sơn đã sầm khăn nô cứ ai cả xa y cái t l âm đại phi nhau chun cả nhà lấy cái nạ chân trai bạc công lý chân đại dương đại kí út sơ sao âm pi bạc đề vọt và bạc thoa hay nâng này dương pi lẽ khăn đại vừa miền sông kriem bạc chia chun nơi cam bạc chia nô hay ai cả xa mùi tiền nó cứ ai cả xa đại miền lịch câu cá cá chất sập bầm mùi đại nước chia xí cái đây dầm rách rồi bò cái nạ mà châm rồi bò bạn cùng đi Campuchia các bạn thấy khi mà miền Tây làm bay này chơi ở Pi Panha đi thì khi miền Trung này mùi tiết đẹp quan tâm năng ai cái sao rồi bảo in sụp hiệp lục đại miền Trung đang chơi thang khi xong phần anh còn đi AKL ai cái sao này lục bàn khơi hói hay lục bàn chẹt thang về đẹp quan tâm năng ai cái sao để lục bàn sập xe này không sụp hơi rồi bảo lục tan chân thế chấm lời bà bật nó cứ ai xa nâng hỏi ai xa tầm mùi tế lục cả cầm xâm nua ta lục ai dây đời khlây tha ta nè ná chứ ân sụp hiếp lục chăm tế lục chăm ta lục ban sụp hiếp quát đại tế ta lục ai chùm riêp ban ở bấy khá bẹp quân ta nâng ai xa rồi bà ân sụp hiếp nè chấm lời bà lục cả cầm ân sự phép nơi bài lân ta khi nhầm đứng thả lấy còn nơi bài lân tiệt ở tề về khi nhầm chụp quán còn nơi bài lân bọn quán nó chỉ group bed hay mà đài quán cứ lục sợi ân nó chuyện nhẹ còn tro bạn để vót Campuchia khi nhầm ban sầm phe còn chỉ tràn lược tràn xá hay còn ban bọc lại cái xá nó mà ở khi nhóm nhưng vô thà ai cả sáng ấy vì cua chặt lắm nè chưa biết xem nó cứ này đầm bông này chặt đầm này chỉ vượt bọc lục kêu dầm phón nữa hay khi nhom bán đọt sòng ai cả sáng nó chỉ tra nông sập hơi bọc khi nhom sầm núa cứ thà lục tua bán ai cả sáng nó tua bị lục ân sập hiệp tay mà đó hay lục ăn miên sang say chấm bùa giả thà hiệp này ai cả sáng này tê tàn chẳng men thế chấm mật bản, bất năng lục chạy cầm ọt miền ca sang say thế, chạy cầm, bạn ai cái sáng nâng đã trôi tới nông sầm nông rương hơi hai phía kia nâng ai xua ban bẹp pon tới ai cái sáng này, lục bất thiên, khi nhom ban chấm lại về trai mình bay xua tới đào lục chấm liền như hai lần này sầm ọt quân thêm sầm mình chọc, quân lục chạy cầm, quân lục nệ chấm liền. ហើយឥឡូវនេះកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយមានប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយអង្គាទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសាស្ត្រសិញ្ញជំនាញពីលីផ្សតដែលនឹងសួរដេញដោលដោយដំណើរសាធារណៈនិងសហវិទ្យានិងមុ
nâng thua sạm nạc ca bằng to sắp đặt là khai căm một lúc nơi thay xa ai nít tiết đối chứ này ông nhầm ra
sôm mà chơi lộn một to đó là cây cam được ngày tại chết đại nông chấp đã khi mong một phật con trai đã ba tala cá rồi mua cho mình năng ở gặp hiệp còn phía xã tây nông lại chấm đến nông ca chun lộn chấm đến bị liệp sót lập được căn thì cái này được con nữ năng ở chơi con tập lộn một căn cái này đó là cây cam được không một tổ xã là cả đi với những ngày ai để bị liệp mong một buồn phật hay bọc bao an đồ đẹp gì không khéo non khôn tôi chuẩn chụp cao từng phi rúp cái lộn trường phong năng lộn đồn chía vừa tập lộn được căn đồng thời không khen này ở một cọ bên chọc là một cọ bên nông luôn quật tập lọc một chỗ rùm nơi nông sản là cả thì với nhật ngày ai ban muôn mỏng một bật đại lại đồ khi luôn luôn chi một cọ bên nông luôn có mà nơi trầm một túc khủng luôn nơi bị trong xa sản là cả đi đại miệt đẹp trong nội một cọ sáu tu tập lọc quật ai chỗ rùm nơi tam đàn cách tập lọc cả sản là cả bị chìm ngái tam một số bài sáu tu xong lại chọc xong cào chờ